Xin chào thầy và các bạn, em là Thúy Anh. Hôm nay em xin trình bày về transplantation hay còn gọi là graft. Transplantation có nghĩa là cái ghép, gồm có 4 loại. Thứ nhất là isograft, là sự ghép mô giữa hai cá thể giống hệt nhau về mặt di truyền, tức là cặp song sinh đơn hợp tử hay còn gọi là sinh đôi cùng trứng, monozygotic twins. Thứ hai là autograft, là sự ghép mô tự thân, ví dụ lấy tinh mạch thiển ở chân để ghép đoạn động mạch vành. Thứ ba là allograft, việc cấy ghép một cơ quan hoặc mô từ cá thể này sang cá thể khác của cùng một loài có kiểu gen khác nhau, ví dụ là cấy ghép tiểu đạo tụy từ một người bình thường sang người tiểu đường tiếp 1. Cuối cùng là xenograft hay còn gọi là heterotransplantation. Hetero ở đây có nghĩa là khác, không giống, việc cấy ghép các tế bào, mô hoặc cơ quan sống từ loài này sang loài khác. Ví dụ là vào những năm 1960, thận của Tintin đã được cấy ghép vào một số bệnh nhân, tuy nhiên hầu hết chết ngay sau đó. Bệnh nhân sống lâu nhất là 9 tháng. Năm 1983, một trái tim khỉ đầu chó được cấy ghép vào một bé gái sơ sinh và bé gái đó chết sau 20 ngày. Gần đây nhất là ghép thận heo cho người, thành công vào tháng 9 năm 2021. Theo tiến sĩ Robert, người đã thực hiện thủ thuật này thì cơ quan này bắt đầu hoạt động bình thường, tạo ra nước tiểu và thanh thải creatinine gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, từ 23 tháng 10 đến nay thì chưa có thêm thông tin nào về vấn đề này. Như đã biết, hàng trăm người chết mỗi ngày trong tình trạng không có tạng hiến. Nếu thí nghiệm này thành công, có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, các ca cấy ghép nội tạng từ động vật sang người sẽ mang lại một cú cánh cho hàng chục nghìn người đang chờ đợi các cơ quan hiến tặng trên toàn thế giới.